Xin chào quý bà con. Hôm nay Ngọc Lan xin giới thiệu cho bà con một dòng máy ép cá viên vô cùng tiện lợi, máy ép cá viên Takio TK180. Máy vừa giúp bà con có thể tận dụng được nguồn nguyên liệu tự nhiên, vừa có thể đảm bảo dinh dưỡng cho vật nuôi mà nhờ đó có thể tiết kiệm được chi phí. Và trước mặt Ngọc Lan đây chính là dòng máy ép cá viên Takio 180. Xin mời bà con hãy cùng theo Ngọc Lan để tìm hiểu chi tiết hơn về dòng máy này nhé. Và ngay bây giờ đây, không để quý vị và các bạn chờ lâu, Ngọc Lan sẽ test con máy này ngay lập tức ngay bây giờ ha. Máy ép cá viên Takio TK180, máy có thể tận dụng những nguồn nguyên liệu tự nhiên có ở trong gia đình của bà con, ví dụ như ngô, cám, cỏ hay thậm chí là rau củ quả đều được. Bên cạnh đó, máy có kích thước rất là nhỏ gọn, thiết kế 4 bánh xe giúp cho bà con dễ dàng di chuyển tới những nơi bà con mong muốn. Năng suất của máy đạt từ 120 đến 180 kg trên giờ. Motor của máy sử dụng điện 220V, công suất 3.5 kW, tương đương với 4.66 HP, tốc độ vòng quay là 1490 vòng trên phút. Và đây chính là thành phẩm. Thành phẩm này được tạo ra từ ngô, cám và đồng thời là chúng tôi có cho thêm rau muống để tăng chất xơ cho động vật. Và trên thân máy sẽ có một chốt. Bà con điều chỉnh được độ dài ngắn của cám. Bà con chỉ cần vặn cái nút này là sẽ có thể là điều chỉnh được độ dài ngắn của cám. Quý vị và các bạn hãy quan sát thêm một lần nữa thành phẩm của chúng tôi nha. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy cho chúng tôi một like và một subscribe ngay nhé. Số điện thoại của chúng tôi để ngay bên góc trái màn hình. Quý vị và các bạn nếu muốn sở hữu một máy Takio TK180 này, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.